Bây giờ chúng ta tiếp tục à, chúng ta đi qua cái phần tiếp theo, đó là cơ bản trong Excel. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái này. Thì những cái phần mà cơ bản trong Excel á thì chúng ta sẽ có một số những cái nội dung như sau, các bạn để ý à, khá là dài đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái giao diện, rồi cái địa chỉ ô ở trong cái Excel, rồi nội dung ha và cái định dạng ô. Thì bây giờ ha, chúng ta sẽ qua cái phần mà giao diện trong Excel trước nha. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái này. Rồi, thì giao diện trong Excel thì để mở được cái giao diện trong Excel, chúng ta phải mở được cái chương trình Excel đúng không các bạn? Thế thì bây giờ chúng ta để mở được Excel á, thì các bạn click vào trong cái nút Start đúng không? Thì hiện tại là thầy đang sử dụng cái Windows 10, thì các bạn sẽ thấy cái giao diện như thế này. Còn máy tính trong trường, một số máy á, thì nó có giao diện là Windows 7, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái giao diện nó khác nè. Nhưng mà các bạn đừng có quan tâm ha, à, chúng ta chỉ vào cái nút search nè, đó, rồi chúng ta sẽ gõ cái từ Excel, đã được chưa? Rồi các bạn thấy, đây, thì Excel này á, thì hiện tại á, thì nó có rất là nhiều cái phiên bản 2007, phiên bản 2010 ha. Rồi phiên bản 2013, 2016 và hiện tại cái phiên bản mà thầy đang cho các bạn xem á thì đây là cái phiên bản 2019. Được chưa? Rồi thì những cái phiên bản khác nhau á thì cái vị trí của những cái nút bấm á thì nó sẽ hiển nhiên là nó sẽ có khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ rất là dễ dàng làm quen ha. Ở trong cái máy tính của trường chúng ta, phòng thực hành đó, thì hiện tại đang sử dụng cái phiên bản song song 2010 với lại 2013. 2013 thì cái giao diện nó cũng giống như cái giao diện 2019 như thế này, cho nên là các bạn cứ yên tâm ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào một cái workbook mới, Apply workbook đúng không, click vào một cái thì các bạn để ý, đây là cái giao diện trong Excel. Rồi thì cái chỗ mà thầy đưa con chuột đây thì cái chỗ này đó là cái thanh công cụ trong Excel. Thì Excel nó có rất là nhiều những cái thanh công cụ ở đây nha các bạn, nên thì nó gọi là cái thanh đó là những cái thanh ribbon, được không? Rồi thì ở mỗi cái thanh ribbon đó thì nó sẽ có những cái nhóm lệnh nó liên quan với nhau. Ví dụ như lệnh home là những cái nút công cụ liên quan tới cái việc mà chúng ta định dạng cái bảng tính, ví dụ như copy paste, copy paste, rồi chỉnh phong, rồi dàn hàng ngang gì đó vân vân. Đó là đa số, các bạn thấy đa số đó là về cái định dạng nha. Rồi insert là dùng để chúng ta chèn vào trong Excel một số những cái item mà nó được hỗ trợ. Để lấy ví dụ như là table hoặc là pivot table, rồi hình ảnh, rồi biểu đồ vân vân. Layout là đây là chúng ta định dạng về dàn trang, thì bao gồm có vấn đề là chúng ta thấy là chiều của cái trang in, lề với lại là kích cỡ và cái phần in ha. Thì đó là mấy cái này, đó là những cái mà các bạn cần phải quan tâm, được không? Rồi thanh formula là những cái thanh là những cái nút công cụ nó liên quan tới những cái hàm ở trong Excel. Thì như vậy các bạn thấy đây, chúng ta có một số những cái hàm mà chúng ta thường hay sử dụng á, thì nó gom nhóm lại. Ví dụ như là hàm về tài chính nè, đó, hàm về logic, rồi hàm về xử lý chuỗi, hàm về ngày tháng, rồi hàm về tìm kiếm, rồi hàm về toán học, và một số những cái hàm khác. Thì những cái hàm mà chúng ta sẽ được học á, thì nó bao gồm tất cả trong đây. Rồi về cái thanh data, đó là cái thanh mà để chúng ta làm cái cơ sở dữ liệu ở trong bảng tính. Cái này ở trong cái chương chương 1 phần 2 á, chúng ta sẽ học về cái này nha, về tìm kiếm, về sort, rồi về filter, sắp xếp gì đó. Rồi thanh review đó là những cái nút công cụ mà chúng ta liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta sẽ xem cái bảng tính nó như thế nào nha. Rồi thanh view, các bạn thấy những cái chế độ chúng ta xem cái bảng tính. Thanh thước, các bạn thấy đây. Rồi heading của cái lề ha, heading với lại cái, nói chung là cái OA, cái địa chỉ đó. Rồi readline là cái những cái đường nối nha, được chưa? Thì đó là những cái nút công cụ cơ bản trong Excel nha.
Thế thì cái còn những cái vùng này các bạn thấy, à đây là vùng trắng trắng mà có ô ô này, thì đây là những cái đây là cái vùng làm việc Excel mà mình sẽ làm việc với nó đây tại cái vùng này, thì bao gồm cái cột và hàng, bao gồm cột và hàng ha. Thì cái số lượng cột và hàng ở trong Excel á, số lượng ô ở trong Excel á thì nó khá là nhiều ha. À, về số lượng chính xác á, thì các bạn có thể là chúng ta lên trên mạng chúng ta kiểm tra thử ha. Nếu là nhớ không lầm thì ngang khoảng cỡ 65.000 ha. Còn số dòng á thì tính bằng tỷ hay sao đấy ha. Thì cũng không nhớ rõ lắm, thì các bạn có thể là chúng ta xem lại. Thì cái giao diện trong Excel nó đơn giản là như vậy ha. Rồi chúng ta đã xong cái giao diện, được chưa? Tích chưa một cái, rồi chúng ta đã xong.